trên huyện đảo Lý Sơn được tìm hiểu câu chuyện về hải đội Hoàng Sa và nghề trồng tỏi. Sáng nay chị Mười sẽ dẫn tôi đi để thu lượm hải sản, một công việc rất đặc trưng ở nơi đây cũng giống như nghề trồng tỏi vậy. Chị Mười ơi, cái nghề của mình đã có từ lâu chưa chị? Có rất lâu, có từ ông cho để rồi. Thường là đi thu lượm như này thì mình thường là bắt những con gì? Bắt những con ốc, con nhum, con gà. Nghe chị Mười nói thì tôi rất tò mò và muốn cùng xuống biển để thu lượm hải sản với chị ngay bây giờ. Chị Mười ơi, đã sắp đến nơi mình lượm hải sản chưa? Đã rồi, đây cái khu vực đây là nay mình lượm hơi xoắn đây. Khu này đấy ạ? À. Chị làm đi, em thử học cho. Giờ đeo kính vào này. Mặc dù được học nhiều cách thức đánh bắt hải sản, nhưng đi thu lượm thế này là trải nghiệm đầu tiên của tôi. Thế như đây là con sao biển đúng không chị? Em có thể cầm vào nó không? Nó bám rất chắc vào lưới. Nếu con này khô thì có thể ngâm làm thuốc. Thời tiết khắc nghiệt cộng với nín thở nhiều giờ làm cho tôi thấm mệt. Chị Mười, em quên mất em lại cầm nó vào tay trần. Đây là con nhum đấy hả chị? Là con nhum đó. Hóa ra con nhum mà chị Mười nói là con cầu gai. Nó có vỏ rất cứng và gai rất nhiều. Bị đâm vào tay quả không dễ chịu chút nào. Đó, ốc đó. Ốc này ốc gì đấy chị Mười? Đây là con sò. Ôi, lại thêm con ốc đây nữa. Đây là con ốc trăng. Ốc mặt trăng đấy hả chị? À. Dạ. Ốc. Lại lên luôn đấy. Em đâm xuyên cả con nhum này. Thường là con nhum này khi về thì làm món gì hả chị? Mình kho, mình ăn hay là quạt mình nấu cháo. Nấu cháo nhum? À. Cháo nhum có bổ không? Bổ. Loại gọi là sâm biển á. À, sâm ở dưới biển. À. Lý Sơn được thiên nhiên ưu đãi rất nhiều, do đó người dân ở đây có thể thu lượm hải sản bằng tay. Trong đó nhum chiếm một số lượng rất lớn. Ngoài ra còn một số loại ốc mà tôi không hề biết tên. Lại thêm nhum nữa. Nhum to. Này nhiều thiệt á. Dạ. Kiến tạo địa chất huyện đảo Lý Sơn bắt đầu cách đây hàng triệu năm với 5 ngọn núi lửa tuôn trào. Dòng nham thạch lan tỏa tạo nên bãi bồi san hô rộng hàng km vuông quanh đảo. Đây cũng là điều kiện lý tưởng cho các loài hải sản trú ngụ. Bắt như hôm nay có phải được nhiều không chị? Đã được nhiều chưa? Nhiều rồi đó. Cố lên, thêm tí nữa nhé. Em mình thu cũng khá đây thôi, giờ chị em mình về kéo nước lên em. Dạ. Lần đầu tiên đi thu lượm hải sản thật thú vị, nhưng nó cũng giúp tôi hiểu được phần nào sự vất vả trong công việc này. Số lượng thu hoạch khá lớn, do đó đã làm công việc của chị em tôi trở nên ý nghĩa hơn. Chị em mình cùng về đi.